Ngày 10 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơ La. Dự lễ công bố có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơ La, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 1496 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La tại huyện Vân Hồ. Dự án được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng tại bản Trường Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ có diện tích 4,88 ha với quy mô 80 giường điều dưỡng, tổng mức đầu tư của dự án trên 71 tỷ đồng. Theo kế hoạch, khi trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh đi vào hoạt động, có khả năng điều dưỡng được tối đa 30 đợt một năm, với tổng số người được điều dưỡng là 2.400 người. Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh có chức năng tổ chức thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng và thực hiện chế độ chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý, với các nhiệm vụ chính là tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng cán bộ các cấp trong và ngoài tỉnh đến nghỉ dưỡng theo quy định. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tráng Thị Xuân nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung và thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, công hiến của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đề nghị các sở ngành địa phương trong toàn tỉnh xác định việc chăm sóc sức khỏe người có công là nhiệm vụ quan trọng trung tâm phải thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động đặt chất lượng chăm sóc người có công lên hàng đầu